Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 14 tháng 6 năm 2022. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì chưa bao gồm của phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hoặc số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đủ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và hôm nay thì bên em vẫn có đủ tất cả những cái mặt hàng kg, những cái dòng hàng lan thuần, những cái cây cáo rất là xinh, siêu nụ, siêu hoa để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn với giá rất là yêu thương và những cái giò cẩm báo đang hoa rất là tuyệt vời luôn ạ. Và bên cơ sở và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô dáng hương đuôi sóc. Cô chú anh chị nhìn cho em những cây đuôi sóc, hàng thân lá căng mướt và hàng lá xếp tuyệt vời như thế này ạ. Em bán với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương Hà Yến với sắc hoa tím ngọt ngào rất là tuyệt vời luôn ạ. Và dòng dáng hương Hà Yến này thì nó vừa qua mùa hoa xong và cũng là cái tầm ghép rất là đẹp luôn. Và dòng dáng hương Hà Yến này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg dòng dáng hương Hải Yến của ngày hôm nay. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo vẩy rồng. Hoàng thảo vẩy rồng ạ, những cái rề giả hành to căng mướt rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đó, cái lô vẩy rồng về rất là đẹp luôn. Đấy, những cái giả hành to bự và xanh lá rất là đẹp như vậy. Và hoàng thảo vẩy rồng em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Với những cái chùm hoa vàng rực rỡ rất là tuyệt vời, những cây, những cái rề vừa phải xinh xinh thì cô chú anh chị có thể dễ thuần dễ ghép. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái lô dáng hương đuôi chồn. Hôm nay em có 4 cái cây, lô này em gọi là lô số dáng hương đuôi chồn số 1. Cô chú anh chị thấy là có tất cả là 5 cây đuôi chồn rất là to ạ. Và cái lô đuôi chồn số 1 này thì em xin phép được bán với giá là 5 cây đuôi chồn to đẹp này em xin phép được bán với giá là 100.000 ạ. Và lô dáng hương đuôi chồn số 2 cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, lô dáng hương đuôi chồn số 2 này chắc tầm trên 10 cây. Và nói chung là cây thì cũng rất là đẹp, vừa xinh xinh, nó cũng không quá là nhỏ đâu cô chú anh chị ạ. Và lô đuôi chồn số 2 này em xin phép được bán với giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan, đây là cái dòng lan hoàng phi hạc, một cái loại lan mà dễ thuần dễ chăm ở tất cả mọi vùng miền. Và khi sổ hoa thì có thể sổ ra khá là nhiều những cái mặt bông khác nhau. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hoàng phi hạc này. Hoa cực kỳ là bền cô chú anh chị nhé. Khuôn bông hoa thì rất là sắc nét. Đó, họng có thể đen, có thể vàng cô chú anh chị ạ. Cánh có thể vàng đậm hoặc là vàng nhạt. Đấy, thì hàng rừng thì nó sẽ sổ hoa, hoa sổ số nhé. Và 1 kg hoàng phi hạc như vậy em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg. Hàng phải nói là cực kỳ là tươi và đẹp luôn ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hồng. Hiện tại thì nhất điểm hồng vẫn còn có một số cây có hoa nên cô chú anh chị có thể nhìn luôn, cô chú anh chị có thể cùng chiêm ngưỡng luôn cái khuôn bông của cánh hoa của dòng lan nhất điểm hồng với cánh hoa trắng nuột nà và cái họng điểm một xíu hồng rất là đẹp như thế này ạ. Dòng lan nhất điểm hồng cô chú anh chị nhé. Em xin phép bán với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây thì em có dòng lan trầm tím hàng rừng. Trầm tím hàng rừng thì cô chú anh chị biết rồi, hoa siêu thơm cô chú anh chị nhé. Trầm tím hàng rừng thì hiện tại cây đang lên mầm rất là xanh tươi mơn mởn như thế này. Thì cái dòng trầm tím hàng rừng này em bán với giá là 800.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg luôn ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hài vệ nữ hay người ta còn gọi là tiên hài. Em bán với giá chỉ có 60.000 cho 1 kg. Một cái dòng lan dễ thuần dễ chăm ở mọi vùng miền mà bông hoa rất là to. Đó, giá thì cực kỳ là rẻ, thực ra thì giá nó rẻ như vậy không phải là cái bông hoa của nó không đẹp mà hoa của nó là hoàn toàn là rất là tuyệt vời về cái mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên thì hiện tại là cây này nó trong tự nhiên còn nhiều nên là cái giá của nó sẽ rẻ như vậy thôi cô chú anh chị nhé. Nhưng mà thực ra thì cái hàng này khi mà người ta đã thuần rồi, trồng những chậu lên rồi thì giá rất là đắt cô chú anh chị ạ, không hề rẻ. Người ta bán một chậu thuần chỉ có một bông hoa thôi cũng lên đến 150.000 luôn ạ.
Thì ở đây thì cô chú anh chị lấy nửa cân thôi, chắc là cô chú anh chị cũng đã được hai giò rất là đẹp rồi, thì có 30.000 thôi đó. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan báo hỉ này. Đấy, thân cái thân vạch kẻ xoắn đỏ au rất là đẹp như thế này, cái dòng lan báo hỉ đang xanh lá mượt mượt mà như vậy, em bán là 120.000 trong kg dòng báo hỉ nhá. Sang bên này đây thì em có cái dòng dáng hương tam bảo sắc cô chú anh chị này. Cái dòng dáng hương tam bảo sắc thì với bản thân em thì cảm nhận thì em thấy là cái mùi hương của nó có thể sánh với cả dòng dáng hương hoàng nhạn cô chú anh chị ạ. Hoa siêu thơm cô chú anh chị nhá. Và cô chú anh chị thấy là cái trong cái lô dáng hương tam bảo sắc này thì hiện tại là cây đã vừa tàn hoa xong rồi, tuy nhiên thì còn sót lại một cái mặt bông, và cô chú anh chị có thể thấy là cái mặt bông vàng rất là đậm như thế này này cô chú anh chị này, và hoa vô cùng là thơm. Cái dòng dáng hương mà hoa vàng như vậy thì so với cái dòng hoa trắng thì em thấy là cái mùi hương của nó đậm mùi hơn cô chú anh chị ạ, đậm mùi hương rất là hơn rất là nhiều ạ. Và 1 kg dáng hương tam bảo sắc cái hàng lá xếp như thế này thì hàng hôm nay em chỉ bán với giá có 160.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Ghép một vài giò để đến mùa hoa cô chú anh chị có một cái không gian thơm ngào ngạt tuyệt vời luôn, có 160.000 cho 1 kg thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có hai lô long tu xuân, cô chú anh chị thấy là mỗi một lô thì cô chú anh chị có thể ghép được một giò to ủình luôn đó, ghép được một giò rất là to luôn để chờ đợi cho mùa hoa xuân này ạ. Và một lô như vậy em xin phép được bán với giá là 110.000 cho một lô long tu xuân nhé. Và bên này đây thì em có hai lô quế lan hương hàng lá lướt ạ. Hai lô quế lan hương hàng lá lướt này, em gọi đây là lô số 1. Đấy, về cô chú anh chị có thể trồng ghép được một đây, cái lô này thì có cây gãy ngọn và có một cái kèm cây nhện này. Cái lô này em bán xả thanh lý với giá là 50.000 nhé. Cái lô số 2 này, quế lan hương số 2. Đấy, cái lô này thì em thấy là nó cũng gãy ngọn rồi cô chú anh chị ạ. Đấy, cũng có những cây gãy ngọn và đã mọc lên ngọn mới. Thì cái lô quế lan hương số 2 này thì em xin phép được bán với giá là 60.000 cô chú anh chị nhé. Dòng quế tháng 8 đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo đơn cam. Cây hiện tại thì đang lên mầm như vậy này. Đó, cái dòng lan hoàng thảo đơn cam thì bây giờ cô chú anh chị về ghép thì sau khi cây phát triển nó sẽ ra rễ và cô chú anh chị có thể dễ dàng thuần được những giò đơn cam với sắc hoa cam lửa tuyệt vời ạ. Em bán 620.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,1 kg để cô chú anh chị sưu tầm nhé. Và bên này thì hôm nay em còn có hai lô quế tím rất là đẹp ạ. Hai lô quế tím rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Em gọi đây là lô số 1 này. Đó, những cây quế tím tươi mơn mởn lá xếp tuyệt vời như thế này. Em bán lô số 1 này với giá chỉ có 45.000. Về cô chú anh chị làm được một giò quế tím cực kỳ là đẹp luôn rồi. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái sắc hoa của dòng lan quế tím này ạ. Đó, với phần quế tím này cô chú anh chị có thể có một cái giò lan rất là đẹp rồi nhá. Và phần này sẽ là phần số 2. Phần số 2 này thì cây sẽ lớn hơn và có những cây nó lớn hơn. Đấy, đây là cái phần quế tím số 2. Thì cái phần quế tím số 2 này em cũng xin phép được bán với giá chỉ có 45.000. Đó, cô chú anh chị muốn lấy phần nào thì cứ báo em. Sang bên này đây thì em có một cái combo. Đó là một cái nhánh hỏa hoàng cam rất là to này. Hai cái cây dáng hương bạch nhạn này. Hai nhánh hỏa hoàng chứ, hai nhánh hỏa hoàng. Rồi là hai nhánh dáng hương bạch nhạn và một tam bảo sắc này. Nhánh này lô này em xin phép được bán với giá là 20.000. Sang bên này thì em có hai lô hài Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Em gọi bán lô này là lô số 1 này, có 3 rề phần rất là lớn như vậy. Cô chú anh chị về dậu trồng ấm chậu là cây sẽ cho hoa rồi. Lô số 1 này em bán là 100.000 và lô số 2 sẽ với giá là 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. Mỗi một lô cô chú anh chị cũng phải làm được khoảng tầm 3 chậu. Và bên này thì em có một cái lô hài Trần Liên này cô chú anh chị này. Cái lô hài Trần Liên này chắc cô chú anh chị phải làm được ít nhất là 2 chậu. Nói chung là đây là những cây lan hài dễ thuần dễ chăm nhé. Em bán với giá là 70.000 cho lô hài Trần Liên này. Và sang bên này đây thì em có những cây đai châu siêu VIP và đẹp đẹp luôn ạ. Trước mặt cô chú anh chị đây chính là cái lô đai châu hồng cánh sen cô chú anh chị nhé. Đai châu hồng cánh sen bản lá mít xếp rụt và lá gân hàng chậu gỗ rất là đẹp như thế này. Một chậu như vậy thì rơi vào ít nhất là 4 cặp lá cô chú anh chị này. Thì ở đây thì em có những cái chậu cây đơn thì em còn có 3 chậu ạ. 3 chậu rất là đẹp như thế này. Đấy thì em gọi chậu này là mỗi một chậu như vậy thì em sẽ bán đây. Mỗi một chậu như thế này thì em xin phép đây nhá. Chậu này em gọi là chậu số 1 này. Đó, chậu cây đơn số 1 với giá em bán là 260.000. Chậu số 2, cây đơn cánh sen số 2. Đấy. Em bán với giá là 250.000 và chậu số 3 cực kỳ là khủng và đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn, 2 4 5 cặp lá.
Cây rất là đẹp ạ. Và cây này em xin phép được bán với giá là 280.000. Và chậu số 4, chậu cánh sen số 4 đây cô chú anh chị này, chậu hồng cánh sen số 4. Và chậu này thì nó có hẳn hai cây luôn nhé. Nó là một cặp đôi gồm có hai cây mít rụt và rất là đẹp luôn. Đó, và cái cặp đai châu này em xin phép được bán với giá là 320.000. Và cặp tiếp theo là cặp số 4. Đây, cặp số 4 là hai cây rất là đẹp đấy ạ. Một cây lớn và một cây nhỏ, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, cũng 2, 4, 5, 6 cặp lá gì đó, cây lớn ạ. Và cái cặp đôi số 5 này, cặp đôi số 5 này, em xin phép được bán nó với giá là 350.000 ạ. Đấy, cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái cây đai châu hồng cánh sen hết sức là tuyệt vời như thế này. Còn sang bên này cũng là những cây đai châu hồng cánh sen, nhưng mà sẽ là hàng chậu nhựa nhá cô chú anh chị nhá. Hàng chậu nhựa, và cô chú anh chị thấy là những cây này thì ở những năm trước là nó cũng đã cho hoa rồi ạ. Đây cô chú anh chị, em để vào đây thì cô chú anh chị có thể thấy được cái sự lớn nhỏ của hàng chậu gỗ và cái hàng chậu nhựa này. Cô chú anh chị này, một cái mặt bông gọi là hồng cánh sen là một trong những cái mặt bông gọi là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng đai châu và giá thành là đắt nhất. Thì bình thường em nghĩ rằng những cây như thế này có những nơi người ta có thể bán đến 700-800 trong một cái chậu như thế này luôn ạ. Cây rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Và cái hàng chậu nhựa này thì em xin phép bán với giá chỉ có 110 cho một cây nhá cô chú anh chị nhá. Hồng cánh sen hàng chậu nhựa. Tết tới này thoải mái cô chú anh chị được thưởng thức hoa, bản lá cũng ngắn, xếp rất là đẹp, chỉ có 110. Sang bên này sẽ là cây châu đỏ sắc pháo. Hồng cánh sen đỏ sắc pháo, cô chú anh chị nhìn cây ạ, rất là đẹp. Đỏ sắc pháo này thì ở những năm trước, cũng rất là nhiều năm trước là nó đã cho hoa rồi, cô chú anh chị này. Đó, và cây cũng rất là nhiều cặp lá, từ 3 cặp lá trở lên. Em bán cái cây đỏ sắc pháo như thế này cũng với giá là 110.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu samurai ạ. Samurai, nếu như cái mùi hương của samurai mà người ta nói là nó đứng ở vị trí thứ nhất thì sẽ không có loại lan nào mà có mùi hương đứng ở vị trí thứ hai. Những cây samurai hoa rất là thơm với những cái bông hoa trắng và cho hoa quanh năm cô chú anh chị nhé. Đấy, vừa rồi thì nó vừa mới qua một lứa hoa xong ạ. Em bán một cái chậu samurai như vậy với giá là 150.000 cho một chậu thôi. Và chậu như vậy thì sẽ rơi vào ít nhất là 3 cây, hàng lá xếp rất là tuyệt vời. Chậu samurai hoa siêu thơm của chú anh chị ạ. Mỗi một lần hoa nở là một lần không gian ngập tràn cái mùi hương luôn ạ. Và sang bên này thì em có những cái cây hồ điệp. Cây hồ điệp vàng công chúa, một cây như vậy hiện tại là đang có hai ngồng hoa. Tuy nhiên thì hiện tại là hoa của nó không có được đẹp rồi, bình thường em bán là 170 cho một chậu. Thì hàng hôm nay em sẽ xả để lại với giá chỉ còn có 50.000 cho một chậu nhá. Về cô chú anh chị còn được thưởng thức hoa ngày nào thì thưởng thức, mà không thì cô chú anh chị sẽ cắt cái cần hoa đi để cô chú anh chị có thể dưỡng cây và đợi lứa hoa cho mùa sau ạ. Cây thì rất là khỏe như thế này. Đấy, cô chú anh chị cắt cần hoa và dưỡng cây cho mùa sau nhá. Cái dòng này thì cô chú anh chị biết rồi, nó sẽ cho mình hoa quanh năm ạ. Với giá chỉ có 50.000 cho một chậu thôi. Sang bên này sẽ là những cái bảng giả hạc pháp. Hứa hẹn Tết tới, cô chú anh chị khi sở hữu nó sẽ có một cái suối hoa đẹp tuyệt vời. Cái dòng giả hạc pháp hoa tím đỏ tuyệt đẹp luôn ạ. Và một cái bảng giả hạc pháp như vậy rơi vào ít nhất là 8 thân trở lên cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì cây của nó có những cây nó đã dài vượt trội trên 40 cm rồi. Đó, những cái bảng giả hạc pháp rất là đẹp như thế này. Thì em xin phép chỉ bán với giá có 160.000 cho một bảng thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây trầm rồng đỏ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cái chậu trầm rồng đỏ rơi vào ít nhất là 3 thân nhé cô chú anh chị nhé. Rơi vào ít nhất là 3 thân. Cây đang đua ngọn cực kỳ là đẹp và nó đã dài khoảng tầm 30 cm rồi. 30 cm trở lên rồi, và đến cuối năm chắc chắn là không rơi dưới 50 cm cho một thân đâu ạ. Và một cái chậu trầm rồng đỏ như vậy thì em chỉ bán với giá có 150.000 cho một chậu nhá. 150.000 cho một chậu. Chắc chắn một điều đến Tết cô chú anh chị sẽ có một giò hoa đỏ thắm tuyệt vời để mà trưng ạ. Và sang bên này sẽ là những cái giò giả hạc Hawaii tím xưa. Đó, những cái chậu giả hạc Hawaii tím xưa này cái số thân cũng sẽ rơi vào ít nhất là 4 thân cho một chậu nhá. Cũng dài khoảng tầm từ 30 cho đến 40 cm rồi. Một chậu như vậy em bán với giá chỉ có 150 cho một chậu. Và sang bên này sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Đây là hàng ươm ki, thân xanh biếc trong vắt luôn như thế này cô chú anh chị này. Hoa cánh trắng và cái họng hồng tạo ra một cái giò lan có cái mặt bông phải nói đẹp lung linh luôn ạ.
rất là thanh thoát và đẹp tuyệt vời nhá. Một chậu như vậy thì sẽ có khoảng tầm 3 thân hoặc là 4 thân cô chú anh chị ạ, 3 thân hoặc 4 thân. Em đồng bán đồng giá chỉ có 140.000 cho một chậu. Hiện tại thì cái thân của nó đã dài khoảng tầm từ 35 40 cm trở lên rồi, và đến cuối năm chắc chắn cũng phải dài 7 80 cm ạ. À, 6 70 cm cô chú anh chị nhá, trong một chậu. Mà một chậu như vậy chỉ có một giá 140 cô chú anh chị này, sở hữu một cái giò lan rất là đẹp luôn. Và bên này thì em còn có một chậu phi điệp cánh viền duy nhất. Cái chậu này thì em thôi không bán cái chậu này. Và bên này sẽ là em có cái dòng lan gì đấy ạ, cái dòng lan vũ nữ. Đây là cái dòng lan vũ nữ hoa anh đào cô chú anh chị nhé. Dòng vũ nữ hoa anh đào, cây này thì đã bị gãy mất một số cái cần hoa bên trên ấy, nhưng mà hiện tại thì vẫn còn có sót lại một ít cái bông hoa, và cô chú ý chị có thể ngắm được cái mặt bông của dòng lan vũ nữ hoa anh đào này. Mấy chậu vũ nữ hoa anh đào như vậy thì rơi vào 3-4 giỏ hành trở lên, em bán với giá là 140 nhá. Còn bên này đây sẽ là dòng lan tiểu thần tiên. Ồ, một cái chậu tiểu thần tiên hiện tại đang có nụ rất là xinh luôn này. Đó, một cái chậu tiểu thần tiên như vậy em bán với giá là 140 ạ. Và bên này sẽ là dòng lan ngọc nữ với cái sắc hoa tím hồng rất là đẹp nhá. Ngọc nữ cũng đang nụ với giá 140 cho một chậu. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài xanh mướt mắt rất là đẹp luôn, dòng lan mau die xanh cô chú anh chị nhá. Dòng mau die xanh một chậu rơi vào ít nhất là 2 cây ạ. Bản lá to và là những cái cây đã thuần chậu rất là đẹp như thế này. Em bán một chậu mau die xanh như vậy với giá là 250.000 cho một chậu. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài, và đây là dòng lan hài Vân Nam ạ. Một chậu hài Vân Nam có 2 cây, em bán với giá là 120 cho một chậu. Còn sang bên này đây sẽ là dòng lan hài Lecochilium. Dòng lan hài Lecochilium với bông hoa rất là thơm, cực kỳ là bền hoa, với giá 150 cho một chậu Lecochilium ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan ưng ý nhất ạ. Cô chú anh chị cùng xem và chọn lựa cho mình những giò lan ưng ý nhất nhé. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một. Em gọi đây là cái hình số 1 này cô chú anh chị này, là quế lan hương, cái dòng quế tháng 8 nhé. Em nghĩ rằng là chỉ còn có một khoảng tầm nửa tháng nữa thôi, chắc chắn những cây quế lan hương này sẽ nhú nụ rồi ạ. Một lô quế lan hương rất là đẹp như thế này có tất cả là 5 cây và em bán với giá là 260.000 cho lô quế lan hương số 1. Lô quế lan hương số 2 có tất cả là 4 cây. Đấy, 4 cây quế lan hương số 2 này em bán với giá là 180.000 ạ. Và lô quế lan hương số 3, cái lô này thì cô chú anh chị nhìn thấy là có tất cả là 5 cây. Lô quế lan hương số 3, một cái hình quế là những cây quế xếp rụt rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Bản lá ngắn và xếp rụt rất là đẹp này, có những cây ạ. Đấy ạ. Đó, có tất cả là 6 cây chứ. 6 ngọn quế lan hương này về cô chú anh chị làm được một trụ rất là đẹp luôn. Trời ơi, rất là xinh cô chú anh chị ạ. Đó, có tất cả là 5 cái đầu ngọn quế lan hương như vậy. Và lô này em xin phép được bán với giá là 300.000 cho cái lô quế lan hương này cô chú anh chị nhé. Có tất cả là 5 ngọn quế xếp rụt bản lá ngắn rất là đẹp, với giá xin nhắc lại là 300.000 cho 5 ngọn quế lan hương này. Cô chú anh chị nhìn từng ngọn cho em rất là đẹp ạ. Đấy, có, nói chung là có 3 ngọn to, 3 ngọn to cô chú anh chị nhé, có 3 ngọn nhỏ hơn. Đấy. Tiếp sau bên này đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo. Hình số 4 này, cáo mùa này thì cô chú anh chị ghép và không phải lăn tăn vấn đề gì luôn nhé. Cô chú anh chị chỉ cần ghép giúp em khoảng tầm 1 tuần cho đến 15 ngày là đảm bảo là cây ra rễ. Ngắm cái rễ không cô chú anh chị cũng thấy mê rồi khi cô chú anh chị trồng cây lan ấy. Đó, có lô cáo này thì em có tất cả là 10 cây cáo. 10 cây cáo, đặc biệt là trong cái lô này thì em có một cái cây này này. Em đã trồng vào cái cây của nhà em khá là lâu và hiện tại cây đã ra rễ tơ đẹp như vậy rồi nhá. Và đang có 2 cần hoa căng mẩy luôn như thế này này. Đó, 2 cần hoa căng mẩy luôn. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Đang ra rễ rồi. Đấy, và ngoài ra những cái cây cáo bên này thì cũng rất là khỏe, rất là đẹp như thế này. Tổng là có 10 cây nhá, cô chú anh chị nhá. Tổng là 10 cây. Đó, căng tươi và rất là đẹp luôn. Cây này thì em gắn ở trước cửa nhà ấy. Đấy, hiện tại thì cây ra nụ như thế này thì vườn em khá là chật nên là em không có nhu cầu để lại ghép ấy. Nên là em bán luôn cái lô cáo này rất là đẹp luôn. À, hai cái cần hoa kia về cô chú anh chị ngắm đẹp nhá, cô chú anh chị nhá. Em bán cái hình này với giá là 180.000 cho cái lô cáo hình số 4. Và hình cáo số 5. Hình cáo số 5 này là một lô cáo 13 cây cáo luôn ạ.
đến 13 cây cáo luôn cô chú anh chị này. Đó, thân căng mướt rất là đẹp như vậy. Em bán hình này với giá là 170.000 cho 13 cây cáo. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình số 6 này là có 4 ngọn cáo khá là lớn cô chú anh chị ạ. 4 ngọn cáo khá lớn, trong đó có cây này là cây mẹ con này. Cây này cây mẹ con và cặp đôi này cũng là cặp đôi mẹ con. Và hình này thì em xin phép chỉ bán với giá có 150.000 cho hình cáo này, về cô chú anh chị làm được một chậu cáo là những cái cây rất là to luôn như vậy nhá. 150.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Một lô cáo này có tất cả là 7 ngọn, cây không bỏ lá chân và rất là đẹp. Đây này cô chú anh chị này. 7 ngọn cáo rất là đẹp luôn ạ. Và cái hình cáo này em xin phép được bán nó với giá là 170.000 cho hình cáo số 7. Hình cáo số 8 này. Hình cáo số 8 này cũng có 8 cây cáo tất cả, 8 cây cáo tất cả nhá, lá căng mướt rất là đẹp như thế này. Và hình cáo số 8 này. Đây. Đấy, 8 ngọn cáo vừa vừa xinh xinh không bỏ lá chân, lá ngắn rất là đẹp. Và hình cáo này em bán với giá là 170.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình này có đến 13 cây và em bán với giá chỉ có 140 ạ. Và hình số 10 có 9 cây cô chú anh chị nhá. 9 cây. Nếu như cô chú anh chị nào mà có ý định ghép cáo thì đây là đừng bỏ qua cái giai đoạn rất là đẹp này ạ. 9 cây này em bán với giá chỉ có 170.000 ạ. Chưa đến 1 cây 20.000 đâu, cây khá là lớn nhá. Sang hình tiếp theo là hình số 16. À, hình số 11 có đến 16 cây cáo. Và hình này em cũng chỉ bán với giá có 140.000, 16 cây. Mỗi cây chưa đến 10.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 12 này có tất cả là 11 cây cáo. Và em bán với giá cũng chỉ có 140.000 cho cái hình dáng hương đuôi cáo này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 13. Một cái hình mà sẽ có cả một phần cẩm báo. Đó, có 5 cây cẩm báo lớn nhỏ. 2, 3, 4, 5 cây cẩm báo lớn nhỏ để cô chú anh chị có thể làm một giò đẹp. Và bên này là có thêm 4 cây cáo, cô chú anh chị cũng sẽ làm được một chậu nữa. Đó, lô này cô chú anh chị sẽ làm được một giò cáo và một giò cẩm báo. Em bán với giá là 170.000 nhá. Và sang bên này đây sẽ là hình số 14. Hình này có tất cả là 9 cây cáo xếp rất là đẹp. Đó, 9 cây cáo xếp xinh này em xin phép được bán nó với giá là 170.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Có 11 cây cáo tất cả. Dạ, có 11 cây cáo. Và hàng này thì nói chung là những cây cáo này thì em cảm thấy rất là ưng. Bởi vì là những cây nó không bị bỏ lá chân ý. Nên là khi mà cô chú anh chị ghép lên giò như sẽ đẹp. Hình này em bán với giá chỉ có 160.000 mà có bao nhiêu cây ạ? 11 cây cáo luôn nhé cô chú anh chị nhé. Lô này có 11 cây cáo. Đấy. 11 cây cáo và hàng bên em thì cô chú anh chị cứ yên tâm là 100% đủ ngọn và rất là hạn chế với gãy dập lá nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16 và 8 cây. Hình 16 này có tất cả là 8 cây cáo như vậy. Em cũng bán với giá chỉ có 160.000. Và sang hình tiếp theo là hình 17. Hình 17 này có 5 cây cáo to ạ. Dạ. 5 cây cáo to này em xin phép được bán nó với giá 2 không phải 5 mà là 6 cây nhé. 2, 4, 6 cây cáo to cô chú anh chị ạ. 6 cây cáo to này em xin phép được bán nó với giá là 170.000. Và sang bên này sẽ là hình 18, là một bảng dáng hương đuôi cáo thuần. Bảng dáng hương đuôi cáo thuần này thì có tất cả là 4 cây và trong đó có một cây thì hai ngọn, hai nụ xanh biếc như thế này. Đấy, và cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. 150.000 cho cái bảng dáng hương đuôi cáo số 18 đang có hai nụ hoa. Đó. Còn nói chung là khi mà đã thuần rồi thì giá nó sẽ đắt hơn một xíu cô chú anh chị nhé. Sang hình 19 ạ. Hình 19 này cô chú anh chị nhìn cho em. Cái hình này thì có tất cả là một giò cáo xinh đẹp, có tất cả là 4 cây và cái giò này em bán với giá là 200.000 ạ. Và hình tiếp theo là một cái trụ cáo. Một cái trụ cáo có tất cả là, hiện tại em thấy là có tất cả là đang có 5 cần hoa. Và có trên dưới 10, trên chắc là chắc chắn là trên 10 cây cô chú anh chị ạ. Trên 10 cây nhé cô chú anh chị nhé. Đó. Đấy, một cái trụ này với cô chú anh chị trong được chắc chắn cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 500.000 ạ. 500.000 cho cái trụ cáo sum xuê này cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều cây ạ. Đấy, đang có hiện tại đang 5 cần hoa. Đấy. Rơi vào trên 10 cây tất cả. Và giá là 500.000 giò cáo thuần. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 21. Hình 21 này thì em có một cái chậu cáo này.
có những cây bản lá rất là to, và chậu này có tất cả là 3 cây. Đó, 3 cây như vậy. Chậu này em bán với giá là 200.000, và hình tiếp theo là hình 22. Chậu này có 2, cũng là 4 cây cáo của chú anh chị ạ. Chậu này 4 cây cáo. Đó, thì cái chậu này em xin phép được bán nó với giá cũng là 200.000. Đấy, đang có một cái nụ hoa đang he hé nở sớm. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Cái giò này là đang có 3 cần nụ, 3 cần nụ. Và 3 4 có bao nhiêu cây cáo nhỉ? 3 cây cáo và em bán với giá 200.000. Và hình tiếp theo là hình số 24 ạ. Hình 24 là một cái chậu giò cáo. Này thì em trồng trong vườn chắc là cũng không biết là bao nhiêu năm rồi cô chú anh chị này. Giò này thì có tất cả là 3 cây và hiện tại thì cũng đang có 2 cần hoa. Cái trụ cáo như thế này. Em bán cái giò này, cái bộ rễ của nó rất là dài. Cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho hình 24 nhé. Và hình tiếp theo là hình 25 ạ. Hình 25 với giò cáo. Đây, cây lá xếp bản lá rất là to. Cây này thì cực kỳ là tiềm năng, đang một nụ to bự ở đây. Đó, chậu này cũng đang có 2 nụ hoa, có tất cả là 4 cây cáo. Giò này em xin phép được bán với giá là 220.000 ạ. 220.000 cho hình 25 của chú anh chị nhé. Chậu này có cây này bên này bản lá rất là to. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26. 26 cái chậu này cũng có tất cả là đây. Chỗ bên kia nó là nguyên một rề. Nguyên một rề có 3 cây và 2 cần hoa. Bên này có thêm 2 cây nhỏ nữa. Và giò này em cũng chỉ bán có 200.000 cô chú chị này. Cây rất là chắc và khỏe như vậy. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27. 27 này là một cái trụ cáo. Trước đây nó là toàn là những cái rề vip thôi cô chú chị ạ. Em trồng lên thì nó bị hỏng mất ngọn. Và hiện tại thì cây nó đã mọc ra ngọn trở lại rồi này cô chú anh chị này. Đó, đây ạ. Như cái chùm này trước đây là mất ngọn, bây giờ nó mọc lên cây mẹ cây con chi chít luôn này. Đó, cây mẹ cây con. Chăm sóc vài năm nữa những cái cây con này mọc lên nữa. Cả cái thế của cái giò cáo này sẽ rất là đẹp. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì đang có 3 cần hoa. Đó, đang có 3 cần hoa dài, vô cùng là dài luôn. Đấy cô chú anh chị nhìn này, 3 cần hoa cực kỳ là dài. Cây này thì hiện tại là đang tím tím chuẩn bị hé nở này. Và ở đây thì còn có một cái lá cây lá nhăn rất là đẹp như thế này nữa. Đấy, một cái cây lá nhăn rất là đẹp như thế này nữa. Vái giò cáo này em xin phép được bán nó với giá là 250.000 cho giò cáo này cô chú anh chị nhá. Đấy, 250.000 cho giò cáo này ạ. Là hình số 27 nhá, rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Ba cái cần hoa rất là tuyệt vời luôn. Rất là dài, cong vút và cực kỳ là dài. Tại vì cái thực ra cái cây cáo này nó là một cái cây cáo trước đây nó là một rề cực kỳ là đẹp đấy cô chú anh chị. Đấy, em về trồng thì không chăm được nên là nó ra như thế này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Hình số 28 cũng là một cái trụ cáo này. Trụ cáo này thì có tất cả là 3 cây bên dưới, 2 cây bên trên và có tất cả là 5 nụ. Đó, 5 nụ cô chú anh chị nhá. Trụ cáo này có tất cả là 5 nụ đấy ạ. Ồ, 5 nụ. Có một cái nụ nở sớm hơn. Đấy. 4 nụ chứ. Có hiện tại còn đang còn có 3 nụ. Và cái trụ cáo này thì em xin phép được bán với giá bao nhiêu ạ? 230.000 cho cái trụ cáo này này. 230.000 nhá cô chú anh chị nhá. Tổng tất cả là 5 cây và đang có 3 nụ hoa. Và sang bên này đây sẽ là một cái trụ cẩm báo. Hiện tại đang có 2 cần hoa cực kỳ là đẹp. Cái bông hoa rất là sáng và đẹp luôn. Cái cây cẩm báo này này cô chú anh chị này. Hoa thơm ngát luôn. Có vài bông mở mà thơm nức ngào ngạt luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng này thì không chỉ thơm từ cái hoa mà ngay cái thân lá của nó đã thơm rồi. Đây là một trụ như thế này. Không biết là bao nhiêu cây, nó rất là sung xuê luôn. Cây to đùng, cây trên, cây dưới. To đùng luôn cô chú anh chị ạ. Đó, mặt trên mặt dưới. Da dễ chi chít tua tủa. Ôi trời ơi. Tí nữa thì đổ. Không biết là bao nhiêu cây, nhiều cây lắm cô chú anh chị ạ. Nhiều cây, rất là nhiều cây bên này này. Mặt bên này cây to đùng này. Cái mặt bên này thì chi chít là cây bên này nữa này. Vài trụ cáo này thì trụ cẩm báo này ạ. Em xin phép được bán nó với giá là 460.000 cô chú anh chị nhá. 460.000 cho cái giò cẩm báo rất là tuyệt vời này. Chắc là không biết là mười mấy cây đó cô chú anh chị, cây lớn nhỏ là mười mấy cây ấy. Có cái cây rất là to, cái bản lá to bằng cái bàn tay luôn ạ. 460 cho cái trụ cáo này ạ. À, trụ cẩm báo chứ. Cái trụ cẩm báo này chứ, 460.
cây to đùng luôn. Và sang bên này thì em có một cái giò điệp cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị này, một cái giò điệp chi chít là nụ ạ. Và hiện tại thì đang có 3 mầm gốc. Ở đây thì cô chú anh chị nhìn thấy là 4 mầm gốc nhưng em tính là 3 mầm gốc, bởi vì là có một cái ngọn thì nó bị lỗi ngọn mất rồi. Nên là em sẽ tính 3 mầm gốc thôi, và 3 cái thân hoa rất là dài. Và cái nụ hoa ở đây đặc biệt là cực kỳ là tím luôn cô chú anh chị này. Cái mặt bông này thì hoa rất là đậm nhá. Và ở đây thì các cái ki này cô chú anh chị này, các cái ki siêu ki luôn. Mà các cái ki này ki 51 thôi mà nó cũng đã cho hoa cho nụ như thế này này cô chú anh chị này. Cực kỳ là nhiều ki. Đó. Và các ki thì đều đã cho hoa. Cái thân này là một thân nhiều ki cho nụ này. Thân bên này cũng đang có ki cho nụ này, thân mẹ ba thân đang có ki cho nụ. Đấy, và ba cái thân đang hoa. Ki 51 mà cũng đã cho hoa rồi. Là giò điệp của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Và cái giò điệp này em xin phép được bán với giá là 300.000, khi nó sổ hoa chắc chắn là rất là tuyệt vời luôn ạ. Cái giò điệp này. Cái giò điệp số bao nhiêu? Giò điệp số 30. Và giò điệp số 31 này. Giò điệp 31 này thì có điểm cực kỳ là đặc biệt ở đây ạ. Em treo ở trong vườn nhà em chắc là cũng khá là nhiều năm rồi. Hàng thân thủ này. Hiện tại thì đang lên bao nhiêu thân mầm đây cô chú anh chị? Ba cái riêng giò này là đang có hai thân hoa ở bên kia rất là dài. Và ba mầm gốc cực kỳ là thân thủ đang lên rất là đẹp. Bên này là những cái cây hạt. Những cái cây này là cây... cây nó hạt là cây lá mít này cô chú anh chị. Mà cái dòng này là dòng nó hoa ở trong vườn ấy. Tức là nó không biết là lai tạo giống như thế nào mà nó bay ra. Và những cái cây này là những cái cây gọi là cây mọc tự nhiên nhá. Là cây hạt mọc tự nhiên từ cái vườn đây này, bên này cũng mọc lên rất là nhiều nữa này. Đấy, đây toàn bộ đều là những cái cây mọc tự nhiên. Là những cái cây gọi là cái hạt bay tự nhiên trong không gian ấy. Hiện tại nó mọc lên như thế này rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Để cây lá mít rất là đẹp. Đấy. Và cái giò này, toàn bộ cái giò này em xin phép đán nó cũng với giá là 300.000 cô chú anh chị nhé. 300.000 cho giò phi điệp tím này. Và tiếp theo sẽ là hình số 32. Cái giò này có tất cả là 2, 4, 5 5 cây thân đang vươn cao cực kỳ là đẹp. Và bên dưới này là 3 thân hoa tím hồng rực rỡ luôn. 3 thân hoa sắc tím rất là đẹp ạ. Đó, sắc tím hồng cực kỳ là đẹp ở đây. Nói chung là cái dòng điệp ấy thì phải ban ngày cơ cô chú anh chị ạ. Ban ngày thì lên hình cực kỳ là đẹp. Cái mắt của nó sáng và đậm rất là đẹp luôn. Đấy. Cái giò điệp này em xin phép được bán nó cũng với giá là 300.000 cô chú anh chị nhé. 300.000 cho giò điệp này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 33. Đây là một giò dáng hương tam bảo sắc. Cũng đang có nụ sinh này. Giò này em bán 150. Và hình tiếp theo 34 cũng là 150 cho giò dáng hương tam bảo sắc. Đang có hai nụ. Và phi điệp vàng cho mùa vàng tháng 8 ở đây ạ. Một cái chậu cực kỳ là sung xuê như vậy. Với giá có 150.000 thôi. Là 35, 36 cũng vậy này. Một giò xanh mướt luôn. Hiện tại là đã nhìn thấy những cái nất nụ chìm nổi ở bên dưới rồi. Em cũng bán là 150.000 nhá. Và hình tiếp theo là hình số 37. Đấy, một chậu cũng cực kỳ là khủng. Rất là đẹp như thế này ạ. Và chậu này em bán với giá là 160.000 đấy ạ. 160.000 cho chậu điệp này này cô chú anh chị này. Phi điệp vàng là chậu 37. 38, 39 sẽ là những cái cây cáo, giò cáo vip hoa phân nhánh của nhà em. Đấy, một cái cần hoa, hai cần hoa to uỳnh đang hoa phân nhánh này. Và bên kia sẽ là giò cáo trắng, bản lá rất là to, 6 cặp lá cô chú anh chị nhé. 6 cặp lá, bản lá cực kỳ là to, là cái chậu cáo trắng. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ với em. Tại vì những cái giò này thì giá của nó cũng sẽ khá là cao. Đó. À, sang bên này đây thì em có những cái chậu HO và những chậu Phú Thọ cô chú anh chị nhé. Phú Thọ số 1 đây ạ. Giá chỉ có 150.000 thôi. Phú Thọ số 2, 2 kỳ đang bắt đầu ra rễ rồi với giá là 180.000. Và HO số 1, 2 thân rất là, một mẹ hai thân rất là cao và đẹp luôn. Giá em bán là 450.000. HO số 2 450 và HO số 3 cũng 450. Và HO số 4 cũng với giá là 450, HO số 5 cũng với giá là 450 ạ. Sang bên này sẽ là những đặc sản của vùng miền Cao Bằng, miến rong phe đén 100.000 cho một túi 1 kg. Và cái mắc mật khô của vùng Cao Bằng với giá 120.000 cho một túi 1 kg nhé. Và chuối hộp khô với giá em bán là cũng là 100.000 ạ. Và nấm ngọc cẩu với giá 150. Và rễ mũ tần với giá là 120.000 cho một túi 1 kg. Tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi cây nghiến 190 và hoàng tinh với giá là 200.000. Măng lưỡi lợn với giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Và bên này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông em có đủ size 1, 2, 3, 4 và vỏ thông vụn đồng giá với giá là
Đồng giá em bán là 20.000 trong kg nhé. Giớn vụn với giá thể trồng lan tuyệt vời với giá là 40.000 trong kg. Rêu rừng 50.000 trong kg. Atonic 10.000 trong một gói. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Hồng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp. B1 dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 Thái 45.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ nhé. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Và Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 trong một lọ. Và 3 siêu da dễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ. Phân bón dạng túi lọc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và kích rễ tuyệt vời luôn. Em bán một túi hộp như vậy với giá 35.000 cho 20 túi lọc ở bên trong nhé. Và bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng, 35.000 cho một cái cuộn như vậy. Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm một túi như thế này em bán với giá là 15.000. Và một túi như vậy là 1kg với giá là 50.000 nhé. Và Chichoderma hộp này 1kg với giá 130.000 ạ. Và bên này sẽ là sản phẩm phân bón dạng túi lọc ạ. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương. Sản phẩm này đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Và sản phẩm như vậy em bán giá là 35.000 cho một túi cô chú anh chị nhé. Sản phẩm này thì cô chú anh chị tìm hiểu về giá trên thị trường. Cái dòng phân trâu thì qua nén viên thì 1kg, chỉ qua xử lý và nén viên thôi người ta bán không dưới 60.000 đúng không ạ. Mà sản phẩm bên em không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương. Và cái sản phẩm này đảm bảo một điều cho cô chú anh chị rằng là nó sẽ cung cấp cái dưỡng chất một cách tối đa tuyệt vời nhất đối với lại cái cây trồng của cô chú anh chị. Đặc biệt đấy, dòng phân trâu này so với cái dòng như là dòng phân dê thì em thấy là dòng phân trâu này nó lành hơn rất là nhiều, và khi mà cô chú anh chị bón là 100% là không sợ bị đen đầu rễ. Còn với cái dòng phân dê thì nhiều khi em thấy là nó khi mà bón ấy nó dễ bị đen đầu rễ nhiều hơn cô chú anh chị ạ. Đấy, mà cái sản phẩm này thì chỉ có 35.000 thôi mà cái chất lượng thì vô cùng hoàn hảo luôn cô chú anh chị nhé. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em xin phép được bán với giá là 40.000 ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ. Và cô chú anh chị cùng nhìn lại cho em cái giò, những cái giò cáo, giò cầm bằng.